Mùa thu mang đến những cơn gió se lạnh và sắc vàng rực rỡ của lá cây, báo hiệu một mùa du lịch Bắc Kinh tuyệt đẹp. Bạn đã sẵn sàng cho một hành trình khám phá Bắc Kinh mùa thu, chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn, thơ mộng và thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn chưa? Hãy cùng Kim Liên Travel tham gia tour Bắc Kinh mùa thu đông để trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất. Bắc Kinh mùa thu đẹp như một bức tranh cổ tích với sắc vàng rực rỡ của lá phong, lá ngân hạnh. Dạo bước trên những con đường thơ mộng, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí lãng mạn, yên bình và vô cùng dễ chịu. Tham gia tour Bắc Kinh mùa thu đông của Kim Liên Travel, du khách sẽ được tận hưởng dịch vụ chất lượng cao với tiêu chuẩn 4 sao. Từ khách sạn, nhà hàng đến xe đưa đón đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo mang đến cho du khách sự thoải mái và hài lòng nhất. Ngoài ra, du khách còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như xem những màn biểu diễn đường phố ấn tượng đặc sắc, check-in những công trình kiến trúc nổi tiếng, khám phá ẩm thực đường phố ở Vương phủ tỉnh cùng rất nhiều những hoạt động hấp dẫn khác. Đặc biệt, du khách sẽ được tặng món vịt quay trên du đờ. Đây là cơ hội để du khách thưởng thức hương vị ẩm thực độc đáo và khó quên của Bắc Kinh. Hơn thế nữa, du khách còn được trải nghiệm ngồi xe điện leng keng trên phố Tiền Môn, khám phá nét đẹp truyền thống và độc đáo của Bắc Kinh. Tham gia tour Bắc Kinh mùa thu đông của Kim Liên Travel, du khách sẽ có cơ hội tham quan những địa điểm nổi tiếng nhất Bắc Kinh như Cố Cung, nơi lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử quý giá, Vạn Lý Trường Thành biểu tượng của Trung Quốc và Di Hòa Viên, di sản văn hóa thế giới với kiến trúc độc đáo. Với mức giá ưu đãi chỉ từ 1.990.000, du khách sẽ được trải nghiệm tất cả những dịch vụ chất lượng cao nhất. Nhanh tay đặt tour ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm mùa thu Bắc Kinh tuyệt đẹp cùng Kim Liên Travel. Liên hệ ngay hotline 0903230230 hoặc website kimliantravel.com.vn để được tư vấn và đặt tour chi tiết.